Xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại trung tâm thẩm mỹ bác sĩ Khải, địa chỉ là 381 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Thì đây là vị khách hàng xinh đẹp trong buổi sáng ngày hôm nay tới trung tâm để tháo nẹp và cắt chỉ mũi sau 10 ngày. Thì như các bạn cũng đã thấy, đây chính là sản phẩm do 10 ngày do chính tay bác sĩ Đỗ Quang Khải thực hiện. Đấy là dáng mũi cấu trúc Lai chuẩn cao tê nhá. Thì đối với gương mặt của bé này khá là nhỏ nhắn này, thì bác sĩ đã nâng một cái dáng mũi khá là hài hòa với lại gương mặt tùy theo cái tỷ lệ nhá. Bác sĩ chỉnh, các bạn thấy này, nó sẽ có cái độ cong tự nhiên ở cái phần hốc mắt và ở phần đầu mũi thì cực kỳ là cao, được bác dựng trụ lên, bác dựng trụ mũi rất là cao, để dài lên nhìn gương mặt rất là khá là tây nhá và hài hòa. Em có thấy là mình thay đổi không? Em có thấy là mình thay đổi sau khi được nâng mũi không? Có nhiều người khen không? Rất là nhiều người khen mình hai dáng mũi khá là đẹp. Thì đây nhá, những ai đang xem livestream này thì mọi người hãy nhanh tay inbox hoặc là share clip để được nhận giảm giá ưu đãi khi thực hiện các dịch vụ tại trung tâm bên bác sĩ Khải nha. Thì đây là cái dáng mũi mà chuẩn form cấu trúc lửa lai cao tê do chính tay bác sĩ Đỗ Quang Khải thực hiện. Chính tay bác đã làm ra cái dáng mũi như thế này. Thì hiện tại thì bác sĩ Khải đã đang đứng đầu với cái dáng mũi này nhá. Những ai đang có ý định làm đẹp thì mọi người hãy đến với trung tâm, đến với địa chỉ là 381 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, sẽ được bác sĩ Đỗ Quang Khải tư vấn và cũng như là chính tay làm đẹp cho mình nha. Mình sẽ quay từ từ để cho các bạn thấy dáng mũi này, các góc luôn nhá. Em có thể mở mắt em nhìn mắt khá là to tròn tự nhiên. Như bé này là không cần cắt mí nha, sau khi mà nâng mũi xong thì thấy hai cái mí rõ hơn đúng không em? Mắt to tròn hơn và hai cái mí rõ hơn, và cái phần hốc mắt trong này nó không bị kéo vô nha, nhìn khá là tự nhiên nha. Em quay ngang về phía bên này, bên phía bên này này đấy. Ok, cảm ơn em. Đấy, các bạn nhìn nhá. Chào Phương Trịnh nha, cảm ơn bạn nha. Cái dáng mũi khá là đẹp như này. Đây là mình xin nhắc lại, đây là dáng mũi cấu trúc chuẩn form L-Line bên mình nhá. Cái phần đầu mũi sẽ được dựng cao bằng dựng trụ vách ngăn nha, kết hợp với này sụn tai và được bọc của phần đầu mũi và cũng như là kỹ thuật làm của bác sĩ Khải, thì cái dáng mũi một cái dáng mũi khá là đẹp và hài hòa với gương mặt nha. Không có bị lố quá so với gương mặt, tại vì là với cái tỷ lệ gương mặt của bé Nhi này thì là khá là nhỏ nhắn này. Cảm ơn Phương Trịnh nhá, đẹp quá ạ. Cảm ơn em. Chào Thanh nhé, đẹp quá chị ơi, cảm ơn em nha. Em ơi, đây là dáng mũi cấu trúc L-Line chuẩn cao tê bên chị nhé. Cười dễ thương hơn đấy. Mũi này là mũi mới em ạ, mũi sửa lần đầu luôn. Chi phí mũi này là 35 triệu nha em nhé. Chi phí mũi này là nếu mà em sửa lần đầu sẽ là 35, còn nếu mà em sửa lại ấy, những cái dáng mũi sửa lại sẽ là 45 triệu nhé, 45 triệu đồng. Cái giá này là cái giá niêm yết bên bác sĩ Khải rồi. Những ai đang có ý định làm đẹp thì mọi người hãy nhanh tay inbox. Những bạn nào mà có ý định làm đẹp thì mọi người hãy share, nhanh tay share clip này, sau đó chụp lại cái màn hình gửi về cho fanpage của bác sĩ Khải, thì các bạn sẽ được nhận giảm giá ưu đãi khi thực hiện các dịch vụ tại trung tâm thẩm mỹ nha. Ngoài dịch vụ nâng mũi ra thì bên mình còn rất là nhiều dịch vụ khác, ví dụ như là độn cằm, cắt mí, má lúm, nâng ngực, độn mông, tất cả các dịch vụ về làm đẹp bên mình sẽ làm hết nha. Căng da mặt hay là tất cả các thứ đều làm hết luôn nha các bạn. Các bạn muốn làm dịch vụ gì thì mọi người inbox thì mà sẽ được bác sĩ tư vấn, trực tiếp tư vấn cho mình nhá. Cảm ơn Lò Thiết, nhìn rất là duyên, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Rất là đẹp. Rồi, sẽ
cách thức live stream tại đây, tại vì khách hàng phải đi rồi. Cảm ơn em đã dành thời gian quý báu của mình nha, để chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp của mình cho các chị em được biết ha. Thúy Anh, địa chỉ ở đâu? Em ơi, địa chỉ bên chị là 381 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 nhá. Có gì thì bác sẽ inbox cho em nha, Thúy Anh. Em có thể tới trực tiếp tư vấn thì cũng sẽ được giảm giá luôn nhé. Hiện tại thì cơ sở bên 381 bên bác sĩ Khải đang sửa chữa và nâng cấp để phục vụ cho chị em chúng ta được có thể làm đẹp uy tín và ok hơn. Thì bên mình hiện tại đang mượn địa chỉ là 288 B8B9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa để không bị gián đoạn cái quá trình làm đẹp cho chị em nhé, không để chị em phải đợi lâu hơn nhé. Thì bên mình vẫn làm đẹp cho chị em bình thường ha. Rồi, cảm ơn Nhi rất là nhiều nhé. Cảm ơn em, bye bye. Dễ thương.